tràng vỗ tay này. Đã báo hiệu chúng ta đang quay trở lại với truy tìm cao thủ và vòng cuối mang tên là lộ diện. Xin mời hai anh sẽ thống nhất lựa chọn tiếp một câu trả lời trên màn hình LED. Anh chọn đi anh. Số 2. Ok, số tư duy số 2. Tư duy số 2. À, đây không phải là câu hỏi hình nữa mà là câu hỏi câu đố nha. Người nào đầu đội đất, chân đạp trời? 30 giây trả lời bắt đầu. Đố mẹo nha. Người nào đầu đội đất, chân đạp trời? Nghĩ đơn giản thôi, câu này là câu dễ. Anh Bảo đã enter với một cái thái độ mà sao không được, kệ đi. Đáp án của anh là gì ạ? Trồng cây chuối. Trồng cây chuối. Thì cái người trồng cây chuối là cái đầu đội đất nhân lên trời. Ồ, ồ, đầu ngược xuống, chân đạp lên trời đúng không anh? Đúng rồi. Anh tưởng anh nghĩ người tập tạ, nhưng mà không phải, chắc trồng cây chuối. Người tập tạ, người tập tạ sẽ có rất là nhiều thế anh ha. Dạ. Là cũng đứng trên mặt đất như vậy, mình sẽ cầm cục tạ lên như thế này thôi. Có thể là chưa hợp lý với tập tạ, nhưng người trồng cây chuối thì nghe có vẻ là hợp lý. Bởi vì là lật ngược lại xong rồi chân lên trời. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng nha Bảo. Câu 2 thì câu dễ mà thì đúng rồi, cái dễ đáp dễ nhất. Hoàn toàn hợp lý. Vậy là anh Tưởng bị trừ 5, Gia Bảo được cộng 10. Quý vị thân mến, kết thúc chương trình ngày hôm nay ở đây rồi ạ. Chúng tôi không còn những câu hỏi cho những người chơi. Và luồng sáng sẽ giúp cho Minh Dù tìm thấy ai là người có đôi số cao nhất tổng kết qua 3 vòng thi đấu. Xin mời ánh sáng tắt. Nếu như với thái độ điềm tĩnh này, anh Ngọc Tưởng mà là cao thủ, thì anh ấy đã quá xuất sắc với vai trò của mình ngày hôm nay và trở thành người chơi chiến thắng với điểm số rất cao. Và anh Gia Bảo, nếu như là cao thủ tập sự, điểm số hiện nay của anh đang tạm thời dẫn đầu, mà anh được cộng tới 50 điểm nữa, vậy thì cũng có cơ hội tranh đấu. Và để xem ai là người chơi có điểm số cao nhất. 3, 2, 1. Dừng. Chúc mừng Ngọc Tưởng. Wow. Yeah. Tham đáng nha. Anh tưởng là cao thủ tập sự. Không, anh là cao thủ. Anh là cao thủ. Wow. À. Wow. Quá tuyệt vời, chúc mừng anh, điểm số của anh là 80. Trở thành người chơi chiến thắng ngày hôm nay với 8 triệu đồng. Yeah. Anh được trông lại. Anh Bảo thấy chưa? Đừng bỏ qua một chi tiết nào cả. Thì nãy Bảo nghĩ là Bảo sẽ là người thắng, bởi vì Bảo là người cơ hội. Cho nên là Bảo nghĩ là Bảo loại một trong hai người này là cao thủ rồi, thì Bảo sẽ lấy được cái điểm đó. Yeah. Cho nên mình thắng câu cuối nữa thì mình nghĩ là mình sẽ là người thắng. Dạ. Yeah. Thì cũng không nghĩ là anh tưởng là cao thủ biết tốt đâu, nghĩ là anh hoặc là tập sự hoặc là quán đổi. Bởi tôi nói mà. Tôi tin ông anh tôi quá. Để tôi coi coi sau khi kết thúc chương trình mở ra rồi có còn là anh em nữa hay không à? Chắc còn hả? À, Sơn Ngọc Minh, bạn hơi bị oan đúng không à? Không biết là bạn là ai? Em là cao thủ tập sự. Cao thủ tập sự nhưng chưa trở thành cao thủ được đâu. Hôm nay bị các anh mình nghi ngờ quá đúng không ạ? Còn Phong, bạn là? Hoán đổi. Người hoán đổi. Hoán đổi ai vậy? Lúc đầu Phong hoán đổi ai? Lúc đầu em hoán đổi anh Bảo. Nhanh quá, vội quá. Không phải, Phong muốn hoán đổi anh Bảo thì Phong phải làm sao cho mọi người loại anh Bảo thì Phong mới hoán đổi được vị trí của anh Bảo. Lúc đầu em vội quá. Ồ. Vừa vào vội quá. Rồi lúc sau mới hối hận. Dạ. Là oan cho mình. Oan đúng không ạ? Tiếc quá. Thế thì ngày hôm nay có vẻ như là thẻ quyền năng của anh không sử dụng được. Thẻ quyền năng của Phong cũng vậy và Sơn Ngọc Minh thì càng không, bởi vì bị loại đầu tiên. Cuối cùng là Phong chọn loại ai vậy? Loại anh Tưởng phải không? Em loại anh Tưởng. Hồi nãy mà nếu như mà Bảo mà lý trí, gọi là không phải lý trí mà gọi là nếu mà nắm ăn chắc á. Yeah. Là Bảo sẽ chỉ giống vậy luôn. Yeah. Thì còn hai người thì dễ đấu hơn, thấy không? Chứ còn hai anh em thì nó khó đấu hơn. Đối với Phong thì thấy nó dễ hơn đúng không? Là nhưng mà thôi, anh Tưởng thắng là thuyết phục quá rồi. Hợp lý, một cái tay cho Ngọc Tưởng. Xuất sắc. Còn nói gì nữa, 8 triệu mời anh. Nhớ chia em nha anh Tưởng. Mời mọi người ra đây luôn ạ. À. Xuất sắc quá anh tôi ơi. Vâng ạ, 8 triệu đồng. Đây là món quà của chương trình dành tặng cho anh kỷ niệm nhé. Chúc mừng người chơi chiến thắng là cao thủ anh Gia Bảo về nhì với 5 triệu đồng, Đinh Kiến Phong và Sơn Ngọc Minh sẽ ra về với 3 triệu đồng. Ba người chơi còn lại sẽ có phần thưởng cho riêng mình chắc chắn rồi. Và xin được chúc cho 4 người chơi có thật nhiều sức khỏe, những niềm vui và sự thú vị với truy tìm cao thủ. Quý vị thân mến, đừng quên mở TV vào lúc 19h15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình VTV1 để đồng hành cùng với chúng tôi nhé. Còn bây giờ Minh Dù xin chào và hẹn gặp lại.